Tới nơi ha anh. Theo như mình dự đoán á, là phải hai lần xuống núi và hai lần lên núi. May ra mới tới bản làng của người Co và người Ba Na. Vậy là anh em mình mới đi được 1/4 đoạn đường. Vậy mà em đã thấy đói rỗng ruột rồi anh à. Ăn đi. Nè, ăn một nửa thôi nghe, chứ không tới tối lại đói bụng nữa, ngủ không được đâu. À, anh Toàn, nếu ngày mai anh em mình chưa tới nơi thì mình lấy cái gì mà ăn anh? Chú cứ yên tâm đi, tôi còn dự trữ một lon gạo và ít muối mè đây, không có để chú chết đói đâu. Nhưng mà ngày mai chú phải nấu cơm đó nghe. Anh cứ yên tâm, em là chuyên gia sống ở rừng mà. Ăn xong anh em mình lên đường nghe. Dạ. Thôi mình đi nghe. Dạ. We'll be right back.
thuốc xong, làm gì còn ai ở đây mà canh. Hay là anh em mình đã tìm nhầm địa chỉ liên lạc rồi? Địa điểm đã được ghi chú rõ ràng. Đây chính là chợ đẩy của ông Tâm, làm sao mà nhầm được. Chú Dần nhìn coi, có người đi về hướng chợ rẫy kìa. Dạ con chào ông. Dạ con chào ông ạ. Dạ chào anh. Dạ ông có phải là ông Tâm không? Dạ đúng, Tung nè, tên của tôi là Quách Người Co. Cháu là Hai Toàn, còn đây là chú Dần. Dạ tốt lắm, các đồng chí đừng nói như vậy, nghe không lọt lỗ tai chút nào. Dạ vậy năm nay ông bao nhiêu tuổi? 50 tuổi thôi. Đánh pháp rồi ở đây luôn, trở thành người co mất rồi. Các đồng chí về nhà tôi chơi. Dạ. Dạ. Ở đây có xôi, ăn với thịt gà. Mấy đứa nấu ăn cũng ăn ngon quá chứ. Ngon quá chứ. Rất là ngon. Sao con muốn đứt lưỡi luôn. Con ăn càng đúng luôn đây nè. Ăn no mới mạnh. Ông là người Kinh, sao không về sống ở đồng bằng mà ở lại đây sống trên đất người Co? Chuyện là vậy, đánh pháp xong rồi ở lại với người Co luôn cũng đủ sống. Cậu nói thử nghe coi, ở đời này chúng ta sợ nhất là cái gì? Dạ đương nhiên là con người sợ nhiều thứ chứ không phải chỉ sợ một. Bây giờ nghe tôi kể nè, ở trên núi Thiên Ấn có ngôi mộ nhà chí sĩ cách mạng suốt đời hy sinh vì nước vì dân là cụ Huỳnh Thúc Kháng đó. Sao bọn nó không lên tạ tội trước mộ của Huỳnh? Các cậu muốn hỏi tôi vì sao đã là người Kinh mà lại sống ở nóc người Co tới 10 năm trời đến mức quên cả mình vốn là người Kinh ở đồng bằng. Mấy năm đầu do được tổ chức phân công bám rễ dùng đồng bào dân tộc để làm cơ sở cách mạng. Nhưng mà mấy năm gần đây thì chính tôi lại xin ở lại làm người Co chứ không muốn làm người Kinh nữa. Vậy sao ông Quách lại ghét người Kinh? Tôi đâu có ghét người Kinh. Chỉ ghét người bày đặt ra để lừa gạt nhau mà thôi. Nhưng quốc gia nó lại bắn giết và bỏ tù những người cộng sản, lại bắt dân phải ly khai với chồng con, đã tham gia kháng chiến là làm sao? Xã hội người Kinh đầy cảm bẫy như vậy, thì bằng sống ở nóc của người dân tộc còn khỏe hơn. Người dân tộc nói ghét là ghét, nói yêu là yêu, là vậy đó. Dạ. Nói cô mang giúp đỡ là cô mang giúp đỡ, chứ đâu có nhiều cạm bẫy như người Kinh chúng mình đâu. Ông Quách nói phải đó, chúng con đang vận động nhân dân để đấu tranh với kẻ địch, chứ đâu có phải trái hay là phân minh giống như là đồng bào ở đây. Với lại không có mưu mẹo thì làm sao đấu tranh với địch được hả ông? Vậy đồng chí có biết quanh vùng núi Ngọc Linh này có bao nhiêu bộ tộc sinh sống không? Ngoài người Co ở Trà Bồng còn có người Ba Na ở Tây Nguyên tràn sang nữa. Lại có những nóc người Chăm vốn ở phía mặt trời mọc chạy dạt về đây đã mấy đời nay. Các cậu có biết không, người Co Trà Bồng ở đây nói mồ mả tổ tiên họ còn ở sát bãi biển Bình Sơn, mà nay họ lại sống đã mấy đời ở chân núi Ngọc Linh rồi. Còn nóc người Ba Na họ nói xương cốt tổ tiên họ đã bị bọn địch đào lên để xây dựng thị xã Ban Mê Thuộc. Mà một nhánh của dòng tộc Ba Na, vậy mà chúng nó về dựng nóc ở chân núi Ngọc Linh. Ông Quách ơi, chắc giờ này người Co cũng đã ăn cơm rồi phải không? Vậy tôi sẽ dẫn các cậu là đại diện của cách mạng tới gặp trưởng nóc người Co. Các cậu phải nhớ nói một là một, hai là hai,
đừng làm kẻ bội tín, nghe chưa? Dạ. Chào ông, chào hai anh. Ông thương biểu em dẫn hai anh đi gặp trưởng nóc và các già làng để đêm nay ăn mừng cung lúa mới. Ủa, ông thương là ai? Không phải là trưởng nóc hay sao? Ông thương á cũng là người kinh như mình vậy thôi, làm sao làm trưởng nóc được. Ông thương biểu em đưa mấy anh hai cái xà lét, đồ đạc quần áo mấy anh bỏ hết vô xà lét, còn ba lô mấy anh cứ gửi lại ông Tum. Các cậu đi mạnh giỏi nghe. Nhớ cái điều tôi dặn á, là khi gặp trưởng nóc thì cứ nói một là một, hai là hai. Ông ơi, ông không có đi cùng với bọn cháu sao? Mình á là cơ sở liên lạc nên phải trấn giữ ở đây thôi. Các cậu á khỏi phải lo, có việc gì á ông Thương sẽ giúp đỡ các anh. Ông Thương dặn là phải cho anh biết cái tên. Vậy em tên là Cơn. Cơn nghĩa là gì em? Cơn có nghĩa là mạnh. Đúng rồi, trong cơn mạnh thiệt á. Để em kể chuyện cha đặt cái tên của em cho mà nghe. Em là đứa con sinh ra đầu tiên nên người co gọi là A. Nhưng khi tìm hiểu xem dòng họ trước đây thì đã có người đặt tên là A rồi nên không đặt tên A nữa. Một hôm, cha uống hết nước trong ống đót rồi ngủ một giấc. Khi thức dậy, cha biểu hãy làm thịt một con gà trong thiên và làm một giặc ra đăng bằng nứa mới. Thần đã cho tên rồi, từ nay thằng bé này có tên là Cơn. Mày sẽ là người của nóc ông Chân, người của bếp ông Thương, con của dân tộc Co, có sấm, có xét. Người của nóc ông Chân thì em hiểu, người của dân tộc Co em cũng hiểu, nhưng người của bếp ông Thương thì đến nay em vẫn không hiểu. Vậy ông Thương là ai? Ông Thương là người kinh, nhưng có uy tín hơn cả người Co. Có lẽ chỉ sau ông Chân trưởng nóc mà thôi. Chính ông Thương là người đã sai em ra chò rẫy của ông Tum để đón mấy anh về gặp trưởng nóc. Vậy năm nay Cơn được bao nhiêu tuổi rồi? Người Co tính năm tháng theo mùa rẫy. Năm nay Cơn đã qua được 16 mùa rẫy rồi, nên không còn nhỏ nữa đâu anh. Vậy Cơn có bao nhiêu người anh em? Hai người. Vậy là nhà Cơn có tất cả là 5 người? Không phải, nhà Cơn còn có dì nuôi nữa nên có cả thảy là 6 người chứ không phải là 5. Vậy dì nuôi ở đâu ra? Cha nhặt được dì trong rừng khi đi lấy nước su đỏ mang về. Cha định nhận làm con nuôi nhưng mẹ chỉ nhận làm em nuôi vì sợ đẻ con không được nhiều. Vậy nên bọn em phải bị xem là bề trên. Nhưng dì ấy có hơn tụi em bao nhiêu tuổi đâu. Vậy cô ấy tên là gì? Cô ấy tên là Út. Bọn em phải gọi là dì Út. Chào các đồng chí. Chào trưởng gấp. Đường xa sông lạ, đi đường có mệt lắm không? Hai đứa tụi em á mà thở không ra hơi, còn Cơ á thì cứ như đi dạo mát, còn kể biết bao nhiêu chuyện nữa. Rừng già nhiều vắt chứ. Nhiều hơn núi Cà Đâm của bọn em nhiều. Nghe tin của ông Quách, tôi cho cậu Cơn ra đón ngay. Đêm nay trưởng nóc và các già làng mời các cậu ăn cơm cúng lúa mới đó nha. Ăn cúng lúa mới ở trên này cũng như ăn liên quan ở dưới xuôi, phải không ạ? Phải mà cũng không phải. Liên quan với mình á, bất quá chỉ 1 đến 2 giờ. Còn ăn cơm cúng lúa mới á thì phải ăn thật lực, uống thật lực. Tốt hơn hết là các cậu giả sai lăn ra chiếu thì sẽ có các cô gái khiêng đến chỗ ngủ.
gái cò đẹp hơn ha. Để cho mọi người tưởng rằng là uống nhiều, nhưng mà thật ra là uống rất ít. Chuyện này á chỉ lừa được các già làng thôi, không có lừa được anh trưởng nóc đâu. Ủa, tại sao Út lại gọi trưởng nóc bằng anh? Thì anh Chân là anh nuôi của em mà. Đáng lẽ ra anh phải nhận em là con mới đúng, mà giờ anh không chịu. Mời. Mà sao Út lại nói giỏi tiếng Kinh quá vậy? Anh Chân dạy cho em, cả ông Thương cũng dạy cho em với thằng Cơ nữa. Học tiếng Kinh đâu có khó đâu phải không anh? Anh cũng giả vờ say đi, để em còn có cớ đưa anh về đi ngủ nữa. Mà con mày nuôi không thương nó, mà nó thương tao. Tao uống. Cái này đau à? Dì Út đi lấy cho anh một chậu nước đẹp nha. Tại sao anh Chân lại nói tiếng Kinh với em? Thì nói cho quen, để lát nữa còn trò chuyện với quý khách. Này, vậy thôi, trời sáng bạch rồi. Xin lỗi đồng chí, đêm qua tôi uống sai quá. Cậu đâu có sai, mọi chuyện đều do mưu mẹo của con em nuôi của tôi, có đúng vậy không? Nhưng quả thật em đâu có uống được nhiều rượu. Đây, cứ để cho cậu ấy ngủ. Cậu này là sai thật, chứ đâu phải sai giả vờ như chú em. Nhưng các cậu tới là để diện cho cách mạng tới, để thương lượng với người có, chứ đâu phải để uống rượu. Vậy bây giờ cậu hãy ra rửa mặt cho tỉnh táo, rồi chúng ta sẽ nói chuyện nha. Dạ.
Út. Dạ. Đưa cho anh cái ống nước. Lấy cho anh cái khăn mặt luôn. Dạ. Đây anh. Nè, cậu thấy con Út nhà tôi ra sao? Có đẹp không? Dạ, rất đẹp ạ. Vậy tôi sẽ nói chuyện nhận nuôi của Út trước, rồi mới nói chuyện thương lượng với cách mạng sau. Có được không? Dạ được ạ. Ừ. Uống nước đi. Uống đi. Chuyện của cô Út như thế nào? Anh Chân kể cho em nghe đi. Câu chuyện mình nhặt được con máy Út ở trong rừng, khi đi lấy nước thần và nước su đỏ, tính đến nay đã được 20 mùa rẫy rồi. Theo cách tính của người Kinh là 20 năm. Lúc ấy cô Út là một đứa bé chưa đầy tuổi, bị bỏ rơi trong một cái xà lét ở giữa rừng. Đoàn người đi lấy nước rất là đông, mà chỉ có mình nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Mình thật không hiểu vì sao người mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa bé ở giữa rừng. Vậy là cô Út trở thành em nuôi của mình. Bỗng nhiên mấy đứa con của mình phải gọi cô bé này bằng gì đó. Mình bèn gùi cô bé trên lưng và quay trở về nóc của người kho, để cho các đại diện khác đi lấy nước thần. Vì nước thần ở tận chỗ người chăm, phía mặt trời mọc này, nên mỗi dân tộc chỉ cử mấy người đại diện. Vậy là mọi dân tộc ở trên núi Ngọc Linh đều hợp thành một đoàn để đi lấy nước thần. Đúng vậy, nhưng chỉ có mình nghe thấy tiếng khóc của bé Út. Tôi cũng không biết của ai, dân tộc nào đã bỏ lại trong rừng. Vậy thì Út là người Chăm hay là người Ba Na? Em là người Co, là dì của thằng Cơn và lũ nhỏ. Nè, nói chuyện riêng rồi, bây giờ chúng ta bàn chuyện chung. Đồng chí Toàn cho tôi biết cách mạng muốn thương lượng điều gì với nóc của người Co. Hiện nay phong trào cách mạng ở Trà Bồng đang bị địch đàn áp rất là hung, nên một bộ phận phải vào trong núi Cà Đâm để mà lập căn cứ. Việc đó thì ông Thương đã nói cho tôi biết rồi. Nhưng có chuyện này thì ông Chân cũng chưa biết. Đó là một bộ phận của cơ quan tỉnh cũng muốn đứng chân ở Trà Bồng, nhưng mà trong núi Cà Đâm á thì hẹp lắm, đâu có thể chứa được nhiều cơ quan, nên phải nhờ đất của người Co thôi. Đồng chí cứ yên tâm đi, đất rừng của người Co rộng lớn lắm, các đồng chí đóng quân càng nhiều càng vui chứ sao. Không đơn giản như vậy đâu anh Chân à. Hàng trăm người lập căn cứ thì phải móc nối đường tiếp tế lương thực, thực phẩm sang tận các bản làng Tây Nguyên. Trưởng nóc có giúp cách mạng lập một con đường cách mạng an toàn tới tận các bản làng Tây Nguyên không? Chuyện này có khó đây. Muốn lập một đường quà cổng tới tận các buôn làng ở Tây Nguyên thì phải qua nhiều nóc của người Cơ Tu, người Xây Đăng và cả người Ba Na nữa. Việc này phải liên kết các nóc thành một khối vững chắc để bảo vệ cách mạng. Việc này một mình tôi chắc làm không nổi đâu. Anh Chân đừng có lo, anh em chúng tôi á sẽ cùng vận động với lại các trưởng nóc người Co. Ê, anh Toàn ơi, vậy là bây giờ anh em mình phải sống dài dài trên nóc hả anh? Chú đừng có lo, sẽ có người chăm sóc cho cô Miêu. Cha ơi, cha ơi, cha. Cha ơi, biết chuyện hồi hôm ở Trà Thủy không? Chưa biết. Bọn Bao An kéo lên Trà Thủy bắt dân chúng học tập chính sách ly khai của quốc gia, nhưng chỉ tập trung được vài người già, phụ nữ và đám con nít thôi. Sao chỉ có mấy người đến họp? Vì đàn ông đi vào rừng săn bắn hết chứ sao.
Vậy bọn nó nói với người trà thủy ra sao? Một tên lính hăm hè hỏi già làng: sao hội họp gì ít người thế? Già làng trả lời: tụi nó đi săn bắn trong rừng hết, tôi đâu có biết. Tên chỉ huy lại hỏi: thế có cộng sản ở ngoài rừng không? Già làng thản nhiên trả lời: biết có, biết không. Già làng trả lời thế thì bọn chúng chỉ biết tắc họng thôi, chứ biết nói làm sao. Cha cũng thấy tắc họng, huống chi là tụi lính. Các cậu thấy dân trà thủy khôn ngoan và kiên cường như vậy thì mình có thể tới tận các nóc, lập đường gùi cổng, tới tận các buôn làng Tây Nguyên được đó. Chuyện hay nhất con đã kể hết đâu cha. Vậy con kể hết nghe coi. Đêm đó bọn chúng đã chừa lại một thằng mật vụ núp dưới nhà sàn để nghe bà con ta trò chuyện. Thế là bà già no bưng một chậu nước đang sôi hất ngay vào chỗ thằng mật vụ đang ẩn nấp. Nó chỉ kịp lăn lộn và kêu rống như một con heo đang bị chọc tiết. Vậy đó. Thế là bà già no kêu toáng lên: có trộm, có trộm, có cộng sản vào ẩn trong nấp. Thế là cả nóc đốt đuốc sáng rực và rùng rùng khiêng thằng mật vụ lên nộp cho quân trưởng Trần Hoang. Ông trưởng nóc nói: ông quân trưởng ơi, nóc trà thủy tôi vừa bắt được một thằng cộng sản đem nộp đây nè. Thế là quân trưởng buộc phải khen: tốt, tốt. Trưởng nóc lại nói: tiền thưởng cho bà con bắt được thằng cộng sản đâu. Thế là bà con trà thủy vừa được tiền thưởng mà chắc thằng mật vụ cũng chết queo rồi. Người co đã giỏi, mà người Ba Na, người Cơ Tu cũng giỏi nữa. Vậy thì lo gì không thiết lập được một con đường vận chuyển lương thực lên các bản làng ở Tây Nguyên. Nói vậy thôi, nhưng hai đồng chí cũng phải đi với tôi để bàn bạc với các trưởng nóc và già làng. Có như vậy thì con đường gùi cổng mới được các nóc bảo vệ an toàn. Ông trưởng nóc ơi, vợ tôi bị đau đẻ mấy ngày rồi mà không đẻ được. Tôi đã cúng mất mấy con gà rồi mà không đẻ được. Ông trưởng nóc giúp đỡ tôi với. Thôi được rồi. Nè, việc này á là phải nhờ vào thuốc của người kinh thôi. Chú còn viên thuốc nào không? Em còn ít ký ninh với B1 đen nè. Tốt quá, anh vẫn còn vài viên B1. Ta gặp B1 lại cho người đau đẻ uống. Đi, ta xem vợ đau đẻ như thế nào. Đi. Nè, không được đâu. Đàn bà đau đẻ là không được cho đàn ông lạ đến gần đâu đó. Em chào các anh. Nè Út. Dạ. Em lấy thuốc này cho người đau đẻ uống, mỗi lần 10 viên. Có sao không anh? Không sao đâu, chỉ là thuốc bổ cho khỏe người thôi, Út an tâm. Ừ. Dạ. Vậy con đường gùi cổng tới tận các buôn làng Tây Nguyên thì phải qua bốn nóc của người Cơ Tu, người Cơ Rê, người Xây Đăng và cả người Ba Na nữa. Người co của mình và các nóc kia đều không có xích mích gì, nhưng giữa người Cơ Tu và người Cơ Rê, giữa người Xây Đăng và người Ba Na lại có chuyện suýt nữa xảy ra xung đột lớn đó. Là chuyện gì vậy hả ông trưởng nóc? Thì cũng là vì chuyện mấy tảng đá phân chia ranh giới giữa các nóc đó thôi. Người dân tộc chúng mình có chuyện thì lòng rộng như biển, có chuyện lại tính toán chia ly đến từng tấc đất đó. Tôi hiểu rồi. Lại có những ai xây dịch tảng đá phân chia ranh giới chứ gì. Đây là chuyện tức thì, chứ không phải là chuyện to tát gì. Vì việc này tụi tôi sẽ đi với các anh, chắc chắn sẽ hòa giải được. Nhưng muốn hòa giải thì các cậu cũng phải có chút gì làm quà chứ. À, các cậu có còn những viên thuốc hồi nãy không? Vì việc này á thì chúng tôi sẽ trở về núi Cà Đâm, sẽ biếu cho trưởng nóc một bịch thuốc bổ và một bịch bột ngọt. Được vậy thì quá quý rồi còn gì. Chị ấy đẻ được rồi, thuốc của càng tốt lắm. Vậy à? Vợ tôi đẻ con trai rồi. Ô, thuốc của cán bộ người kinh quý quá, lúa trổ bông rồi. Kỳ này tôi phải mời cả nóc đến ăn tiệc. Thuốc cán bộ tốt lắm, tôi biết ơn lắm. Lời ai lời hãy vui mừng đời đâu, quân ta được xa hỏi đôi công hợp ta. Bấm ba hay mẹ mười nhuận xây liếm. Bấm ba hay âm thật mừng đầy thành công. Lời ai lời đi đắc hay mạnh tơ, lưu giấc hồn cây bao đầu thương hơn trăm.
chẳng dần hay quyên sườn theo đang đâu tranh dời phong vì đặc hay say mừng đời đâu quân ta được xa hỏi đôi công hợp tác bấm ba hay bảy mươi vuốt xây liếp bấm ba hay âm cách mang gầy thành tục cúng tạ thần sinh nở vui quá hả? Em rất muốn tìm hiểu phong tục tập quán của người Co. Từ thổ xa xưa, phong tục người Co phức tạp lắm. Phần lớn phụ nữ khi sinh con ra đều bị chết. Thần đất buồn lắm liền nói: sao đẻ một người lại phải chết một người? Nên họ đã đi mời thầy cúng về để cầu thần linh giúp đỡ cho họ. Em chỉ tặng cho họ chỉ có vài viên B1 thôi, mà họ cứ cảm ơn hoài, làm em ngại muốn chết. Bước đầu cậu được bà con người Co tín nhiệm thì làm công tác nhân vận tốt lắm đó. Tụi em xin phép ngày mai phải về lại căn cứ. Sao các cậu lại dội về, còn ở lại làm công tác nhân vận nữa chứ? Anh yên tâm đi, tụi em trở về căn cứ để thu xếp vài việc, rồi sẽ trở về đây với lại trưởng nóc làm công tác nhân vận, lập một con đường tiếp tế lương thực đến tận các bản làng Tây Nguyên. Đi lên đó đi. Dạ. Đưa tay đây. Mình đi theo con đường đó, lên ngọn đồi, xuống ngọn đồi và lên một ngọn đồi nữa thì mới tới. Bây giờ ăn đi, em đói lắm rồi nè. Chú Khoan hãy ăn dội. Hãy nhìn xem, núi gì kia? Ủa, núi gì vậy anh? Thì núi Cà Đâm chứ núi gì. Ủa, sao nhanh vậy? Tôi đảm bảo với chú á, sau khi mặt trời lặn, chúng ta sẽ về tới căn cứ. Vậy thì bây giờ anh em mình ăn nhanh đi, rồi còn về thăm mọi người nữa. Em nhớ mọi người lắm rồi anh nè. Chú đừng có dội nói dốc, chú nhớ cô Miều chứ gì. Những gì tôi dặn á, chú có nhớ không? Anh cứ yên tâm, em với cô Miều chỉ là tình bạn trong sáng. Ừ, ăn đi. Mấy hôm nay các anh có chuyện gì mà căng thẳng thế? Cho em biết được không? Chuyện có đơn gì anh không nói được. Các anh sắp phải đi xa à? Rồi các anh có quay trở lại đây không? Anh cũng không biết. Lệnh chuyển quân, anh phải giữ bí mật. Chỉ cần anh nhớ lối về, em sẽ đợi. Cảm ơn Bưởi. Nhưng tôi đã có vợ chưa cưới, ở quê rồi. Con chào má ạ. Dạ con chào má. Chào con. Vậy má ăn cơm chưa hả má? Mẹ ăn rồi. À, cô Bưởi đâu rồi hả má? Bưởi nó đang vun cỏ ngoài vườn ấy. À. Má ơi, à, những ngày tụi con sống ở đây, con muốn trồng một cây để làm kỷ niệm. À, má có thể chỉ chỗ cho con để trồng được không hả má? Quý hóa quá, các anh đến đây giúp tôi đủ điều. Bây giờ còn trồng cây kỷ niệm. Được rồi, tôi đưa các anh ra. Dạ, con cảm ơn má. À, chỗ này này. Dạ, chỗ này hả má? Ừ. Thank you.
Má đi con. Giới thiệu với hai đồng chí, đây là đồng chí Mạnh, phó bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Chới là tỉnh ủy viên, đang chờ hai đồng chí về việc xây một căn cứ cho một bộ phận tỉnh ủy đứng chân trên núi Ngọc Linh. Hai đồng chí đi xa về chắc mệt và đói lắm phải không? Kêu cô Thơm và cô Miều lo ăn một chút gì đi, rồi chúng ta sẽ hội ý luôn nha. Dạ, cho em xuống thăm mọi người trong cơ quan một chút, rồi em lên họp ngay. Mới xa mọi người có vài ngày mà em thấy nhớ quá. Ừ, được. Nhưng mà gặp các đồng chí một lát thôi, rồi chúng ta họp liền nha. Dạ. Đồng chí Toàn, còn đồng chí thì sao? Dạ, em hỏi ý ngay bây giờ cũng được. Ừ, vậy thì tốt. Đồng chí Mạnh, chúng ta họp được chứ? Đồng ý, nhưng ta cứ ngồi đây cho nó thoáng. Hai đồng chí tỉnh ủy, hãy nghe đồng chí Toàn báo cáo về tình hình thâm nhập các nóc người dân tộc ở quanh chân núi Ngọc Linh. Đồng chí Du, đừng có nóng vội. Để tôi phổ biến cái chủ trương chuyển hướng cho đồng chí Toàn trước cái đã. Cái chủ trương chuyển hướng sát đáy của tỉnh ủy thì tôi nghe đến rách cả lỗ tai rồi. Còn lại gì nữa đây? Cứ mà theo tinh thần chuyển hướng sát đáy của tỉnh ủy á, thì tất cả đảng viên cơ sở chỉ có việc á, là chờ bọn quốc gia mang nơm đến úp lên từng người, nhốt vào nhà lao trên huyện, để mặc sức mà chúng muốn giết mổ gì thì thích. Đồng chí tính thử coi, đến nay á là ta đã chịu đựng được 3 cái Tết rồi. Cái chuyện mà 2 năm tổng tuyển cử cũng chỉ là bánh vẽ. Bọn Pháp đã rút quân, Ngô Đình Diệm cũng đã cướp quyền của Bảo Đại lên ngôi tổng thống, nơi đâu cũng thấy nhan nhãn cố vấn Mỹ. Bây giờ á, người dân đã thuộc lòng câu ok, không ai nói bonjour nữa. Đồng chí biết hơn tôi, cái hồi 9 năm, tỉnh mình á có bao nhiêu đảng viên? Chắc không dưới 80.000. Vậy mà ra bắt tập kết chỉ có vài ngàn. Vậy mà nay còn được bao nhiêu đảng viên? Có quyền trắng cơ sở, chỉ còn mấy ông đảng viên bất hợp pháp, nằm không nằm được, ngồi không ngồi được, lén lút ở các vùng ven, giống như là người hùng mất thế. Còn một số đảng viên mà ta cho ra sống hợp pháp, đã cố tình cắt đứt liên lạc với cách mạng. Ai đứng ra xử tội những kẻ phản bội và bọn ác ôn có nợ máu, để răn đe những kẻ có giả tâm. Này, chúng ta vẫn nói đảng viên phải đấu tranh hợp pháp, thì theo tôi nghĩ thà đem mấy miếng mỡ đút vô miệng mèo, chứ ra hợp pháp người nào cũng bị chúng túm cổ ngay nghễ lập tức. Đồng chí Toàn phát biểu vậy là đủ rồi. Để nghe đồng chí tỉnh ủy truyền đạt nghị quyết mới đã. Tôi xin hỏi đồng chí một câu, nếu có nội dung chuyển hướng thì đồng chí tính sao? Xin đồng chí đừng giận. Chỉ thị của cấp trên có cái đúng mà cũng có cái sai. Chỉ thị của cấp trên sai ở chỗ nào? Tôi chưa dám kết luận là sai, nhưng rõ ràng là không thỏa đáng. Cái chủ trương ra hợp pháp chỉ dành cho đảng viên cấp dưới, chứ có dành cho đảng viên cấp trên đâu. Chẳng nói ở đâu xa, ngay ở huyện Trà Bồng cũng chỉ vận động được đảng viên bình thường ra đấu tranh hợp pháp. Thử hỏi ngay mấy ông trên thường vụ á, có ông nào đứng ra đấu tranh hợp pháp đâu. Hay là chỉ vô trong núi Đức Phổ á mà lập căn cứ. Đến khi chật chỗ rồi, các đồng chí lại lệnh cho chúng tôi mở thêm căn cứ ở núi Ngọc Linh. Hồi kháng chiến 9 năm, mỗi khi chiến đấu á thì lãnh đạo và đảng viên đều tiến lên phía trước. Sau ngày nay á, các đồng chí lại đùng đảng viên bình thường ra đối mặt với địch. Còn lãnh đạo á thì một mực cố thủ ở phía sau. Thôi, để ngày mai tôi sẽ phổ biến cái chủ trương mới nhất cho đồng chí nghe. Chào các cô.
Dạ chào anh. Các cô nấu cơm đó. Dạ tụi em á không nấu cơm cho anh với anh Hai Toàn thì nấu cho ai nữa? Sao các cô biết tôi với anh Hai Toàn về mà nấu cơm vậy? Trời đất ơi, cả cái cơ quan này đều biết các anh đã về, chứ đâu phải là một mình tụi em biết đâu, phải không Miều? À mà thôi, anh lên họp với mấy anh lãnh đạo đi, xong rồi xuống ăn cơm. Mà em nói nghe nè, vừa rồi á con Miều nó mới ra suối bắt được mấy con cua đá, về nấu canh cua cho anh ăn đó. Mày đừng có xạo, tao đâu có bắt cua riêng cho anh dần đâu. Ủa chứ không lẽ mày chỉ nấu một bát canh cua để cúng cho anh đua thôi sao? Đúng vậy, có cái gì ngon á phải nấu cho anh đua trước thì mới phải đạo chứ. Cô Miều nói đúng đó. Thôi tôi liên hợp với lãnh đạo đây. Đang vui sao mày nhắc tới chuyện của anh đua? Thì tao cố tình tao nói như vậy đó. Tại sao vậy? Vì tao muốn mày với anh Dần vẫn giữ mãi tình đồng chí cho đến khi nào mày mãn tan anh đua mới thôi. Là một con dế.